Em Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé. Đây em sẽ kiểm tra lại cái ổ cầu ong nhé, để xem làm nó đúng quy chuẩn không bạn nhé. Mà ong làm tầm bậy nó bị cái lưỡi mèo rồi. Cần lấy dao không? Nó nằm lưỡi mèo nó bị dư miếng quý anh chị kìa. Đó, trong này dư một miếng nhé. Em zoom lên quý anh chị thấy. Đó, nó ra lên một miếng rồi quý anh chị thấy không? Tức là đông quân quá, nó mạnh quá, nó làm không có lượng, nó phải làm dư ra chứ các bạn nhé. Lưỡi mèo. Đó, lưỡi mèo đó. Cần lấy dao không? Bẻ luôn à. Nằm dư quá do cho làm tầm bậy hơi quá thì ong sau nên lộn xộn của quý chị nhé. Đó, cái sáp đấy để nấu lại đấy quý chị nhé. Anh nói sáp còn đấy để cầm nhiều miếng như vậy là nấu lại được á, nấu là thành bánh ấy. Đây cận cảnh kiểm tra những cái cầu ong các bạn nhé. Đây là ổ này có 3 cầu các bạn nhé, 3 cầu ạ. Đồng quân đông đấy nhé, quân lượng cầu vân này là nghĩa là đông quý chị nhé. Hai bên mặt nó phủ gần hết cầu rồi này. Đây là cái gì đó? Chú à? À được à? À ông được à? À bên bên con lưỡi mèo, bên con lưỡi mèo em không để ý nhìn. Rồi bên nó nằm cho nó nằm tầm bậy chúng ta gỡ ngay để chúng ta cho nó nằm vào cái ổn định cầu để sau này mình quay ra dễ các bạn nhé. Các bạn cho làm ấy qua mai mốt rồi chúng ta vắt đi uổng cái con của nó nhé. Lượng quân đông ấy, quý anh chị nhé. Cái này cần thiết nếu không có phải cho thêm một cầu nữa chưa. Để lòng mật nhanh nè. Lòng mật nhanh thì quay được. Chứ mình bỏ nhiều cầu mật loãng mất đấy. Thì tất nhiên rồi, bỏ nhiều cầu thì nó phải đẻ con. Nó phải đẻ con chia ra, nó chia cái ổ ong ra để làm thêm các bạn nhé. Đàn ong đang được 1.000 con, nó phải chia ra mỗi cầu mấy trăm con. Mùa này mà thời điểm mấy ngày này hạn quá, không biết là vừa rồi mấy ngày trời đỡ có ăn thua thì lượng hoa con thua không. Mà được cái giờ cái cây mưng này cũng được đấy, cái sáng nở thì nó cũng có một số hoa mật rồi. Nhà trồng nhiều cái mưng hoặc nhiều hoa cái cây là đỡ các bạn nhé, có hoa nó đỡ đi ạ. Nhưng nọ là mùa đấy là ra Tết là bỏ của anh cái nhãn cái vải là tốt lắm nhá. Hoa này là tuyệt vời ấy. Mật hoa vải, hoa nhãn là thôi ấy. Ngon nhất. Nó bỏ hẳn xuống, nó chưa được xuống. À nó bị cái sáp cái đấy, sáp ong nữa. Cái lượng ong ngồi ngoài là biết quý anh chị nhé, nhìn cái ổ mà nó ở ngoài ấy, nhiều con phải đứng bảo vệ mới quạt nên là lượng ong nó nhiều. Như ổ bên kia anh quý anh chị thấy ổ bên kia nó ít thì đó. Ổ em chỉ ngón tay qua đó đây là ít thì nhìn ở ngoài trước kìa các bạn thấy không? Nó rất ít quân thì nó ổ nó ít quân nhé. Đó, anh đã đậy vào rồi thì bên đây thì quân chuyện đây lượng ong bên đây cũng nhiều này. Đó, nó đỗ đây biết là nhiều quý nhiều nhé. Đó. Anh kiểm tra quy trình kiểm tra đã. Xong cái cầu rồi quý anh chị. Nhìn xem những ổ ong nó nhiều không? Đấy, ổ nó nhiều nhất kìa. Đây như quý anh chị đấy, ổ trước này em quay này. Ở trời nắng em zoom lên quý anh chị ở đó. Cái lượng quân rất nhiều nhé. Ở đây cũng ít này. Ở đây rất nhiều này, đây em đã ra đây một chút cho quý anh chị xem. Cái lượng quân này biết này, quý anh chị thấy lượng quân này nhiều ở đó, nó quay này là biết quý anh chị biết là nhiều nhé. Nó đứng ở ngoài này, nó bắt đầu nắng quá nó đứng ở ngoài, nó phải ra ngoài để số thợ ong nó quạt nhé. Ổ đây này, ổ đây khiếp này, nó quạt nghe kêu chết chứ. Đông quân ấy, nó phải làm mát cho ổ quý anh chị nhé. Đó. Nên mình kiểm tra những thời tiết mình như ở đây hiện tại giờ mấy ngày nay nắng nóng quý anh chị nhé. Nó quạt à. Nó đứng ngoài để quạt làm mát cho con nó trong ấy. Ổ bên đây ít quân các bạn này, ổ đây không có mấy, ổ bên kia này nhiều, một số quân nó đỡ hơn này. Đỡ hơn thì nó phát triển mạnh hơn nhé. Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây, xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của Tony Tiến nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ theo thấy hay thì hãy tặng em Tony Tiến một like và bấm vào nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của
Tony Tiến nha, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.